Trận chung kết này sẽ đánh 50 điểm. Đấu này được tài trợ 100% bởi phòng tập Việt ở Bà Rịa Vũng Tàu, cho các cầu thủ về đây giao lưu và thi đấu, mang đến cho anh em những. Như vậy thì Bảo Phương Vinh sẽ là đề bài. Cơ đầu tiên có điểm cho Bảo Phương Vinh. Ok cho anh em hình ảnh âm thanh có điểm ok này là quấn đồng lừa, quấn ai đủ điểm trước là thắng nha các bạn, không có đồng nên trận này chắc chắn không có penalty. Nhanh hơn. Cũng khá may mắn cho Bảo Phương Vinh có điểm số thứ hai. Bảo Phương Vinh đang nhập cuộc với series 2 điểm và vẫn còn cơ hội. Nhà vô địch sẽ có giá trị tiền thưởng gần 1.000 đô các bạn. Cho anh em 2 điểm cho Bảo Phương Vinh. Số thứ ba, Bảo Phương Vinh đang nhập cuộc khá tự tin trước mình rất là chiến. Sau này thì cơ hội chiến thắng mình đề nghị là chia đều cho cả hai. Vinh và Nguyễn rất là chiến thì quá quen mặt nhau rồi. Lô bạn Kim Lê, xin chào tất cả anh ba điểm cho Bảo Phương Vinh. Cũng có thể nói là một trận đấu siêu kinh điển ở thời điểm hiện tại. Phương Vinh và Nguyễn Đức Chiến nhận tay cờ rất là chất lượng của giải Việt Nam và xử lý rất là gọn gàng của Bảo Phương Vinh đã có điểm số thứ 4 trên trận. Vậy thì ở giải đấu này ngoài tiền thưởng cho nhà vô địch thì cầu thủ nào có series 10 sẽ được là 500 ngàn nóng, 12 là được 1 triệu. Phương Vinh đã có được 4 điểm. Chạm dư mỏng rồi. Bảo Phương Vinh đã nhập cuộc với series 4 và bây giờ là cơ hội dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Một hình bi quá đẹp dành cho anh Chiến. Chúng ta hãy chờ đợi xem Chiến sẽ phản công như thế nào. Bên này thì bi trắng rất nhỏ, bi trắng dính vào dậu luôn nên tì là sườn, nhưng mà không dễ chút. Chào Kim Lê, xin chào anh em. Như một con thỏ AC đã né rồi, không có điểm thì chẳng quá nhỏ anh em, nói chung xíu à. Cơ hội tiếp tục được mở ra cho Bảo Phương Vinh. Anh em chia sẻ giúp anh đi nha các bạn. Trận kết này hay á. Chúng ta đến với lại lượt thứ hai. Vinh quyết định thực hiện một đánh lăng vàng. Thực hiện một đánh lăng vàng hay rồi đó. Và chỉnh chu. Xử lý khá êm tay của Bảo Phương Vinh. Như vậy thì điểm số đang là 5-0.
2 điểm cho Bảo Phương Vinh. Vậy thì Bảo Phương Vinh đang có một nhập cuộc rất hay ngay từ những lượt cờ đầu tiên của mình. Tỷ số giờ đang là 6-0. Có điểm số thứ 3 cho Bảo Phương Vinh rồi. Một lần nữa thì Minh Điền xin giới thiệu lại với các bạn, ở trận đấu này hai cầu thủ sẽ thi đấu 50 điểm nha các bạn. Ai đủ điểm 50 trước thì sẽ là nhà vô địch. Bảo Phương Vinh đang có lợi thế về mặt điểm số. Rồi thì tình huống không thành công của Bảo Phương Vinh, và bây giờ là cơ hội đến với lại Nguyễn Đức Anh Chiến. Điểm số đầu tiên trong trận chung kết này dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến, và sau đó thì Nguyễn Đức Anh Chiến cũng đã mở ra cho mình đường biên khá đẹp. Tỷ số chúng ta bây giờ đang là 7-1. Hai điểm cho AC. Hello. John Asio. Xin chào Ngọc Hưng. À, giờ biết Ngọc Hưng 89 rồi đây. Hello. Anh em mình xem chào nhau các anh em. Anh em nào mà đã đăng ký nick được, anh em comment được chào nhau cái nào. Phiếu có dạo rồi, chọc là chúng á. Điểm số thứ 3 dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Nguyễn. Hello. Hello. Theo Tất Dương. Nice to meet you. Chào Robert Trương. Chào anh em. Lô bàn Kim Trung. 3 điểm cho Nguyễn Đức Anh Chiến rồi. Và Bém có điểm số thứ 4. Và chúng ta đến với lại lượt cờ thứ 3. Trận chung kết chúng ta đang có điểm số là 7-3. Và trận chung kết này sẽ là siêu ví dụ. Như vậy thì Minh Điền đã gặp anh chàng yêu này ở câu lạc bộ MVL ở Hàn Quốc rồi nè. Có điểm cho Bảo Phương Vinh, tỷ số chúng ta là 8-3. Wow, xin chào hơn gần 600 anh em. Ta đang đến với lại trận chung kết giữa Nguyễn Đức Anh Chiến và Bảo Phương Vinh. Từ đó chúng ta đang ở lượt cờ thứ 3.
Hay quá trời hay, 2 điểm cho Bảo Phương Vinh. Đây cũng là cơ hội để cho Bảo Phương có thể là tập dượt chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo, và đặc biệt đó là trận đấu cúp sẽ diễn ra tại Hà Lan từ ngày 22 tới ngày 28 tháng 10. Không có điểm cho Bao Phương Vinh. Như vậy thì tỷ số chúng ta đang là 9-3. Điền xin chào hơn 600 anh em. Chúng ta đang diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao. Bảo Phương Vinh đang tạm dẫn Nguyễn Đức Anh Chiến với tỷ số là 9-3 sau 3 lượt chơi. Một cú đảo mém hay của anh Chiến và xử lý cực kỳ hay của Nguyễn Đức Anh Chiến mà không có điểm. Giải thưởng là 20 triệu nha các bạn. Là giải thưởng được tài trợ bởi chủ nhiệm phòng tập Visa Việt. Chào Trần Quang. Chào Samita. Theo Tết Dương. Chúng ta đến với lại lượt thứ tư. Vậy thì tiếp tục sẽ có điểm cho Bảo Phương Vinh. Bảo Phương Vinh thì chưa có series lớn ở trong trận đấu này, nhưng anh liên tiếp có những điểm số khi mình có cơ hội và đang tạo ra cách biệt là 13. Đấu mới chỉ bắt đầu. Hai điểm cho Bảo Phương Vinh. Xin chào gần 700 anh em. Rất mong nhận được sự tương tác cũng như là chia sẻ của tất cả các bạn. Và cùng với Mỹ Điền trong trận chung kết này của hai tay cờ rất là chất lượng của quốc gia Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại. Mỹ Đức Anh Chiến đã 2 lần vô địch quốc gia rồi nha các bạn. Và đây cũng là một trận đấu rất là thú vị của đương kim vô địch thế giới Watson Bảo Phương Vinh và cựu á quân Watson Nguyễn Đức Anh Chiến. Trước khi Bảo Phương Vinh vô địch Watson thì Nguyễn Đức Anh Chiến chính là tay cờ có thành tích tốt nhất tại đấu trường thế giới của các tổ Việt Nam. 3 điểm cho Bảo Phương Vinh rồi, 12-3. Và thế trận đang mở ra dành cho Bảo Phương Vinh và xử lý rất chính xác. 4 điểm cho Bảo Phương chào hơn 700 anh em. Mình đề hy vọng số lượng người xem trong trận chung kết này sẽ vượt mốc con số 1.000 trong trận bán kết giữa Bảo Phương Vinh và Hồng Ly. Số lượng người xem vượt mốc con số 1.000 rồi. Bốn điểm cho Bảo Phương Vinh ở lượt thứ tư. Bảo Phương Vinh đang thi đấu với một tỷ số khá cao. Cú đảo về một cái đảo hay quá rồi, dư rồi ta, kiểu cú dư luôn. Cơ hội mở ra cho anh Chiến, tỷ số chúng ta là 13-3. Bây giờ là cơ hội đến với Nguyễn Đức Anh Chiến. Đức Anh Chiến là một cầu thủ tài năng, cầu thủ hàng hiệu, cầu thủ chất lượng. Còn chuyện mà thi đấu ở những giải đấu thế giới thì việc thắng thua nó còn nhiều yếu tố nữa.
map, không có một cái map và không có điểm tranh chiến và cơ hội tiếp tục được mở ra cho Bao Phương Vinh. Nhanh hơn không được rồi, vừa rồi thì Phương Vinh đã bị bắt lại rồi. Wow, nhiều pha xử lý kỹ thuật của Bao Phương Vinh, của Nguyễn Đức Anh Chiến đều dừng ở mức độ là ném chung. Vậy thì đã có điểm số thứ 14 cho Bao Phương Vinh. Đó, chúng ta đã bước qua lượt cờ thứ 6 nha các bạn. Như vậy thì điểm số chúng ta đang là 14-3. Nguyễn Đức Chiến đang bị Bảo Phương Vinh dẫn điểm và cơ hội mở ra tranh. Bảo Phương Vinh đang tạm chiếm ưu thế về điểm số trận đấu. Một hành vi hơi khó chịu dành cho Nguyễn Đức Chiến. Xin chào hơn 700 anh em đang đến với lại trận chung kết giữa Nguyễn Đức Anh Chiến và Bao Phương Vinh, và xử lý không thành công của Nguyễn Đức Anh Chiến anh để lại cho Bao Phương Vinh một hình thì hơi khó. Nguyễn Đức Anh Chiến đã từng hai lần vô địch quốc gia, một lần vô đến bán kết của thi đấu World Cup và một lần vô đến trận chung kết của World Championship. Có thể nói là ngoài Trần Quý Chiến và Bao Phương Vinh thì thành tích ở đấu trường thế giới là Nguyễn Đức Anh Chiến đang nằm top 3 đó các bạn. Trước giải đấu World Championship mà Việt Nam chúng ta tạo nên cơn đi chắn tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi, thì thành tích mà tốt nhất của các cầu thủ Việt Nam tại đấu trường thế giới đó là Nguyễn Đức Anh Chiến, thì anh có thành tích vào đến trận chung kết của World Championship, trong những là một giải đấu danh giá nhất của bia thế giới. Không có điểm dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Chúng ta đang ở lượt cờ thứ 7 và tỷ số đang là 14-3. Nếu là một người mà thật sự mà biết xem bida, biết coi bida thì không ai dùng những cái lời lẽ giống như các bạn tài phạm để chê cầu thủ cả. Giờ thể thao thì thời điểm tùy phong độ, lúc này lúc kia chứ chẳng ai lúc nào cũng hay cả. Một điểm cho Bảo Phương Vinh.
Thì số chúng ta đang là 53, nghiêng về cơ thủ Bảo Phương Vinh. Không được rồi, không có điểm dành cho tiếp theo, dành cho Bảo Phương Vinh, và tỷ số chúng ta đang là 15-3. Ta đang bước qua lượt chơi thứ 8. Đó các bạn, gọi là thi đấu 50 điểm nha các bạn, nên chạy dễ lao thì bước tới điểm số 25. Thế này tùy đồng chế đấu giao lưu các cơ thủ, nhưng mà các cơ thủ đang thi đấu rất là nghiêm túc. Minh Đức lên chiến đang sử dụng cây Longoni, có điểm cho anh Chiến. Điểm số thứ tư, 2 cơ thủ đang thi đấu trong trận chung kết này đều sử dụng những dòng cơ cao cấp của Longoni. Hello Nhi Nguyễn, giải này rất là uy tín nha các bạn, thì có 6 cơ thủ tham gia thôi, đó là Nguyễn Đức Anh Chiến, Bảo Phương Vinh, Đào Văn Ly, Đinh Quang Hải, Lê Quốc Trung và Nguyễn Quang Trí. Đây là giải đấu mà được chủ nhiệm phòng tập giao việc ở Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức nhằm để cho anh em cơ thủ giao lưu về giao lưu ở Bà Rịa, và giải thưởng thì cũng được khá cao, 20 triệu, 2 điểm cho anh Chiến. Cơ hội để cho anh Chiến rút ngắn điểm số trước cơ thủ Bao Phương Vinh. Xin chào hơn 700 anh em đang theo dõi trận chung kết. Chung kết này thì theo Minh Điền thời điểm kịch tính khả năng sẽ vượt mốc con số 1.000 rất là cao. Ba điểm cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Này viết comment tiếng Hàn Quốc dữ vậy. Giải thưởng có lớn hay nhỏ thì các bạn cũng thấy những cơ thủ chuyên nghiệp người ta luôn tập trung tối đa cho những trận đấu của họ. Quá hay, chào Nguyễn Đức Anh Chiến đã có điểm số thứ tư rồi, đang rút ngắn cách biệt điểm số trước cơ thủ Bao Phương Vinh. Xin chào nhà máy tèo này, hello anh em, mình đi chào anh em. Nếu như anh em có quan tâm đến trận đấu này thì đi nó rất mong nhận được cả sự chia sẻ của mọi người. Hơn 800 anh em đã lên rồi, hy vọng số lượng người xem mà trực tiếp trận chung kết này sẽ vượt mốc con số 1.000. Hay quá anh Chiến, trời, mềm chung cũng bị hay thiệt á trời. Vâng, tỷ số chúng ta là 15-15-7 và chúng ta đến với lại lượt thứ 9 dành cho Bảo Phương Vinh. Hello 879 nè, mình lên giao lưu chém gió cho anh em. Ở trong thi đấu thì mỗi cơ thủ đều có 40 giây cho những tình huống xử lý của mình. Cứ trong 40 giây của mình làm gì cũng được hết, miễn sao đừng có lỗi thời gian là được. Mình đi nghe nói đang ngập nước dữ, đang mưa lớn đang ngập, và có một số câu lạc bộ đang cũng đang bị ảnh hưởng. Quá đẹp để cho
Nguyễn Đức Anh Chiến có thể phản công và anh đang rút ngắn cách biệt điểm số trước Bảo Phương Vinh. Ok, xin chào Minh Điền 3C. Hello Trần Quang 117. Nay mình xem chào nhau các chú cô anh em. World Championship năm sau sẽ được tổ chức ở Bình Thuận nha các bạn, Việt Nam. Và cụ thể có thể là Bình Thuận. Đó cũng sẽ là một bước ngoặt lịch sử dành cho Chrome Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại thì có một giải đấu vang danh thế giới đang được tổ chức ở Hà Nội, đó là Hà Nội Open, giải đấu mà Minh Điền hơi bị choáng ngợp bởi cái cách tổ chức cũng như là cái đẳng cấp. Hai điểm dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Vừa rồi thì anh Chiến đã có một pha xử lý rất là hay. Hello Long Trần, xin chào Điền Nguyên, chào Phan Minh Điền nè. Wow, như vậy trận chung kết chúng ta đã hơn được 800 anh em coi rồi. Mới bắt đầu thôi, thì nghĩ trận này sẽ vượt 1.000, 1.000, quá hay cho anh Chiến. 3 điểm, vậy thì các bạn đã thấy là Chiến đã rút ngắn cách biệt điểm số trước Bảo Phương Vinh này. Đây là một trận chung kết quan trọng cho anh Chiến. Biết bạn Khải Thóc Dài là một cái tên đang thể nói là hot nhất tại Hà Nội Open. Điểm số đang là 15-15-10 và tiếp tục là một cơ hội ghi điểm dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Bốn điểm, hai cái series 4 liên tiếp. Và cách biệt điểm số đang được rút ngắn xuống còn 15-11. Lợi thế về mặt điểm số đã không còn nhiều với Bảo Phương Vinh. Điểm số thứ 5 dành cho anh Chiến rồi. Và cách biệt bây giờ chỉ là 3 điểm. Và xin chào hơn gần 900 anh em rồi. 900 anh em đang xem mà trận chung kết đang rất là kịch tính. Quá hấp dẫn, hay quá chứ. Dạ, chậm cho vì hết nước chấm 6 điểm rồi. Chúng ta hãy chờ đợi xem liệu Nguyễn Đức Anh Chiến có vượt số 13 hay không. Đây là một cột mốc rất là quan trọng dành cho các cơ thủ nha anh em. Con số 13. Sau 5 trận đấu cho tới thời điểm hiện tại sáng tới giờ là mình Điền chưa thấy cơ thủ vượt qua con số này luôn á. Chiến có vượt qua được con số 13 hay không? Vẫn không thể nào vượt qua được anh em. Chẳng thể hiểu nổi. Con số 13 nó có một gì đó nó huyền bí mà cứ tới nó là phải dừng lại. Tình huống mém vượt qua luôn nhưng mà không thành công. Và cơ hội đến Bảo Phương Vinh. Điểm số chúng ta đang là 15-13. Sự mà nói thì cá nhân của mình cũng rất là thích anh chàng Khải Tóc Dài. Anh em cứ đòi hỏi khó tính, đòi hỏi sự chuyên nghiệp quá, trong khi họ tạo ra một niềm vui rất là lớn, tạo ra một cái niềm vui rất là lớn dành cho người xem không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới.
Và mình liền được biết là Tại Tóc Dài cũng đã chia sẻ một cách tình anh đến với Hà Nội của mình, chủ yếu là tìm kiếm niềm vui, và còn đặc biệt hơn, anh cũng đã tạo niềm vui cho rất là nhiều người, và anh cũng là một cơ thủ rất là tài năng. Thì nên mình đề nghị chẳng lý do gì để chúng ta phán xét cơ thủ Cải Tóc Dài cả. Không phải ai cũng làm được điều đó. Xin chào 900 anh em. Tỷ số đang là 17. Wow, quá hay. Wow, như vậy thì đã có 3 điểm vào Phương Bình. Và tỷ số của chúng ta là 10, 18, 18. Giờ là Bảo Phương Bình tiếp tục phản công. Chung kết các bạn đang theo dõi thi đấu 50 điểm nha các bạn. Minh Điền xin chào hơn 900 anh em. Điểm cho Bảo Phương Vinh. Cho Bảo Phương Vinh trong lượt cơ này, và tiếp tục cách biệt điểm số được tạo ra 20-13. Ba vì hơi khó chờ 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 hết nước chấm, quên chuẩn bị hết nước chấm anh em. Âm thanh đâu à? Alo anh em, còn nghe âm thanh rõ không? Mình đang ngồi rất là gần chỗ thi đấu nên không có nói to được. Alo 1 2 3 4. Điền xin chào anh em. Em nghe em thanh rõ không ạ? Mình ngồi gần, rất là gần chỗ thi đấu nên không nói to được nha các bạn. Để mình coi mình ok. Rồi, bây giờ mình nghiên cứu cách nói mới, rồi mình nói vô cái tai mình cho anh em nghe cho nó. 6 điểm rồi, có điểm số thứ bảy không? Có điểm số thứ bảy. Có điểm số thứ bảy cho Bao Phương Vinh rồi. Và liệu Bao Phương Vinh có nhận được thưởng nóng của đơn vị tổ chức hay không? Alo anh em, alo 1 2 3 4 4 3 2 1. Mạnh mẽ cái gì? Minh Điền đang rất là mạnh mẽ nhưng mà đang ngồi rất là gần bàn thi đấu, không nói to được. Đây là một trận đấu đỉnh cao nên Minh Điền không muốn vì cái âm thanh của mình mà ảnh hưởng tới các cơ thủ. Hay quá vậy Bao Phương Vinh, không được rồi, có tất cả. Có điểm số thứ 8 rồi, còn 2 điểm nữa thôi. 2 điểm thì Bảo Phương Vinh sẽ có được 5 xị tướng nóng. Nếu cái 12 là được 1 triệu. Ok cho anh em. Nghe như bị nghẹt mũi hả? Alo, anh em có nghe ok không? Bấm chữ ok cho mình Điền biết à. Wow, xin chào 999 anh em. Anh em nghe ok, bấm ok cho mình Điền biết có được không? Ok không anh em, ok ok cho mình bao hay không? 8 với 1 là 9 rồi, coi dám quấn cái 10 không. Ở trong trận đấu với lại Bao Phương Vinh thì Đào Văn Ly cũng quấn 2 cái 9, không thắng nổi. Bao Phương Vinh đang quấn quá uy tín anh em, có cái 9 rồi. 24-13. Giống quấn cái 10 không? Nếu mà có cái 10 là có 12, thậm chí là còn hơn 12 nữa.
9 với 1, 9 với 1 là 10. Có 10 rồi, có 5 xì tiền xe nữa rồi. Hay. Liên quan tới ban tổ chức rồi. 10 điểm rồi anh em. Ok mà. Như vậy thì Minh Điền đã dự đoán đúng rồi đúng không anh em? Đó là trong trận chung kết này thì chắc chắn sẽ có cái 10, và cái 10 đó đã xảy ra dành cho Bảo Phương Vinh. Như vậy thì trận đấu của chúng ta, à dạ, đấu chúng ta đã bước vào giải lao ở lượt thứ 10 với tỷ số là 25-13. Quá uy tín cho Bảo Phương Vinh. Wow, xin chào hơn 1.000 anh em. Tỷ số là 25-13 ở lượt cờ thứ 10. Bảo Phương Vinh có series 10 đang tạm dẫn, và chúng ta sẽ giải lao. Trong thời gian giải lao này mình chém gió cho dù anh em. Anh em nào có quan tâm gì đến trận chung kết này thì anh em chúng ta hỏi mình điền trả lời cho. Còn có thì chúng ta đi giải lao. Hồi giải lao chút xíu đi, lát mình vô bình luận hiệp 2 cho anh em nghe nha. Giải lao 5 phút.
tục có điểm cho Bảo Phương Vinh. Như vậy thì tiếp tục điểm số đang được tạo ra cho Bảo Phương Vinh 28-13 rồi. Mình đang có một trận đấu quá hay trước người Đức Anh Chiến 11 đang tạm dẫn trước người Đức Anh Chiến với điểm số là 28-13. Vậy trận này thì hơi khó dành cho trời 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 lỗi vậy mà nghĩ sao chui rồi đó à, cơ hội cho Nguyễn Đức Anh để vượt qua con số 13. Mới đi xin chào anh em, chúng ta tiếp tục quay trở lại hai trận đấu chung kết giữa Nguyễn Đức Anh Chiến và Bảo Phương Vinh. Trận chung kết các bạn đang theo dõi thi đấu 50 điểm sau 11 lượt cơ. Bảo Phương Vinh đang dẫn Nguyễn Đức Anh Chiến với tỷ số là 28-13. Có điểm dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Giờ đợi xem liệu Nguyễn Đức Anh Chiến lội ngược được trước Bảo Phương Vinh hay không. Thì cách biệt điểm số bây giờ đang là 4 điểm. Cái này đang đánh ở Bà Rịa Vũng Tàu nha, quỹ đất dài. Bữa em rủ anh đi đó. Hay rồi. Điểm số thứ hai dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Chào hơn 700 nè. Cho chúng ta là 28-15. Vâng, trong mong nhận được sự tương tác và chia sẻ của anh em. Anh em mình trở lại chào nhau các anh em. Hello. Annyeonghaseyo. Dư rồi. Để có điểm số thứ ba dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Chúng ta tiếp tục đến với lại Bảo Phương Vinh. Đến 50 điểm nha Thành Nam. À, anh em xem anh hình ảnh ok chưa, có mấy mình đi nha các bạn. Góc quay này anh em dễ coi không? 28 15 cách biệt đang là 13 điểm. Mình bị hơi khó chịu dành cho Bảo Phương Vinh. Trời 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 hay quá trời hay trời em ơi, hết điểm yếu rồi. Mình về chung dữ vậy trời. Phương Vinh này quá hay, có vẻ như là 2 điểm cho Bảo Phương Vinh 30-15. Quá hay. Có một bàn chứ không có tivi chơi bộ. Bàn này là bàn bàn tivi chơi bộ đó anh em. Có một bàn mà đi chào hơn anh 800 anh em. Bảo Phương Vinh đang dẫn 30-15. Quá dữ vậy. Cái gì vậy? Trời 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 quýnh cái bi gì vậy? Vậy mà cũng làm được hả? À trời trời. Cho ăn luôn cái chơi bờ gì nữa, 3 điểm. Vừa rồi thì Bảo Phương Vinh đã tặng cho
cho anh em một cú siêu phẩm. Không tin là anh em im lặng trong tình huống vừa rồi á, anh em coi video mà cú đánh vừa rồi mà anh em im lặng mà không nói gì thì Minh Điền cũng không biết nói gì với anh em luôn á, nói thiệt. Quýnh cho bi như vậy khen cái chứ, quýnh dở anh em mình che mà quýnh cho bi đó mà không khen là thôi cho ăn luôn nha. 4 điểm nó thiệt. Cho bi vừa rồi của bao phụ huynh là tiền dự đoán là 800 gần 900 anh em đang cô đây thì ít nhất phải 20 ông sẽ quay lại cú đó để đăng cái tót cho mà coi. Khi nào mà trận đấu kết thúc nha các bạn, số nó điểm bao nhiêu ta? À, điểm điểm ba mấy á, em có thể cắt clip lại đăng cuộc vừa xử lý của vừa rồi của Bảo Phương Vinh là đẳng cấp quá hay. 10 của Bảo Phương Vinh là Nguyễn Thanh Bình, một trong những tay cờ lão làng của bây giờ Việt Nam các bạn, quá hay thưa các bạn. Mình có những pha xử lý quá hay. Sáu điểm mặc vẫn còn buộc quá quýnh rồi. Hello anh Thành Nam, anh Thành Nam 82, anh có thể nhắn tin vào Zalo giúp em nhanh nha. Có mua cơ bên em thì nếu mà có tặng anh đầu cơ thì bên em sẽ tặng, bởi vì đầu cơ mà không tặng cho anh nói gì thì thông tin Zalo của em có để sẵn ở trên fanpage đó, trên fanpage rồi trên cái trang phụ kiện video mình điền đó, nhắn vô đó giùm em cái. Thái Phạm nè, chào Hồng 1 2 3 4 5 nè. Thì số chúng ta là 34 16. Vinh đang đánh quá hay. Anh nhắn vô chỗ nào anh Thành Nam? nhắn vô bên Zalo hả? Nếu mà nhắn vô bên Zalo trang bên em thì chắc là sẽ khó trả lời, vì bên đó có một bạn, bên bạn coi cho em. Còn anh em mà nhắn vô trên cái fanpage Minh Điền Vlog là ít trả lời nữa nha các bạn, vì mình ít vô trong đó lắm. Cái trang fanpage của Minh Điền là không phải để Minh Điền Vlog, là mình ít không có mua bán giao dịch trên đó nên mình không có trả lời tin nhắn trên đó. Trận đấu chúng ta đang diễn ra quá chất lượng. 10 hai lượt cơ, điểm số là 34 16. Mình đang thi đấu quá thăng hoa, điểm số thứ 35 rồi. Ok anh, để em về em kiểm tra lại quyền của em nha. Bây giờ anh nhắn lại giúp giùm em với nha, anh nhắn với em luôn cũng được. Xin chào Nam Phong nè. Trời ông này lên gì tí ơi, trả 2 triệu nhận nhắn lại cho anh lên rồi. Trời ơi trả 4 cái chi lên đây đòi nợ tao lên trời. Hai điểm cho bao Phương Vinh, Phương Vinh đánh quá ý tính. Xin chào Hương, gần 1.000 anh em.
Bảo Phương Vinh đang đánh quá hay và thế trận gần như là một chiều dành cho Bảo Phương Vinh. Số chúng ta đang là 36-16. Ba điểm cho Bảo Phương Vinh. Bảo Phương Vinh đang đánh quá hay. Vậy thì trận chung kết chúng ta sắp vượt mốc số 1 người xem trên Africa rồi. Và Bảo Điền cũng thông báo với anh em là World Cup, trận đấu World Cup sẽ được diễn ra từ ngày 22 cho tới ngày 28 tháng 10, sau một tuần nữa. Ở lượt thứ 12, Bảo Phương Vinh đang dẫn Nguyễn Đức Anh Chiến với điểm số là 37-16. Bảo Phương Vinh quá hay và những pha xử lý rất là kỹ thuật. Xin chào gần 1.000 anh em đang đến với trận chung kết, và trận chung kết chúng ta cũng sắp khép lại rồi. Đấu này quýnh 50 điểm nha các bạn. Nguyễn Đức Anh Chiến đang bị bật dẫn tỷ số là 37-16. Trận đấu này thì không phải là anh Chiến đánh không hay, mà cơ bản là Bảo Phương Vinh quýnh quá hay. Bảo Phương Vinh quýnh quá hay các bạn. Ta đến với lại lượt thứ 13. Nếu mà đánh với chỉ số này thì ai mà chống cho nổi. Trận chung kết này đang diễn ra với thế trận gần là một chiều dành cho Bảo Phương Vinh. Có điểm cho Bảo Phương Vinh. À, để đi đến trận chung kết thì cũng có thể nói là Bảo Phương Vinh đã vượt qua một trận đấu á, tưởng chừng như anh đã dừng cuộc chơi trước đầu Quang Ly rồi. Đầu Quang Ly đã không tận dụng tốt cơ hội dứt điểm và Bảo Phương Vinh lật ngược được thế cơ. Ba mươi tám mười sáu. Không có điểm cho Bảo Phương Vinh và Bảo Phương Vinh đã dẫn trước Nguyễn Đức Anh Chiến là 38-16, cách biệt 22 điểm. Tiền thân chào anh em, chào gần 1.000 anh em. Hello Nhi Nguyễn nè. Có điểm cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Anh em có tin là Nguyễn Đức Anh Chiến lội ngược thành công hay không, lội ngược dòng thành công trước Bảo Phương Vinh hay không? Cách biệt bây giờ là hơn 20 điểm. Bây giờ mà muốn mà lội trước Bảo Phương Vinh thì anh Chiến phải nổ series thôi, quân cái mười mười mấy gì đó. Quân cái mười đi thì hy vọng có thêm coi. Hai điểm cho anh Chiến. Đúng là khó, quá khó, và cái pin nó cũng ok luôn, xui rồi còn đen nữa. Đến với lại lượt thứ 14, Bảo Phương Vinh đang dâng cho anh Chiến
số là 38-18. Chào hơn 800, hơn 980 anh em. Cả ngàn anh em đang đến với cảnh chung kết này rồi. Né đá chút xíu thật đấy chứ, thì càng quá thuần với bà Phương Ừ. Vịt 39-18. Đâu chúng ta mới ở lượt thứ 15 mà. Bia lên đây mấy ông, xem bia mà nói gì gì được không vậy cha. Bia mình không vô nói về đích về trận đấu này kia lung tung bên hay giờ ra AC nhưng không trúng. 39-18 lượt cờ thứ 15 và bây giờ là lượt cờ thứ 16. Bà Phương Vân đang tiến rất gần đến chức vô địch và một pha xử lý không thành công của bà Phương nhưng anh để lại cho Nguyễn Đức Anh Chiến một hình bì cũng quá khó để có thể ghi điểm. Đùa thôi, một phải chơi một bộ xử lý Ali để đùa. Ba mươi chín mười tám lượt cờ thứ 16 và một hình bì hơi khó chịu dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Vậy thì Chiến buộc phải đùa thôi. Để còn bọn Phương Vinh có phá hình bì này được không, lỗ này nhét vô được không? Cờ bà phụ huynh phá giải bên này như thế nào? Xử lý không hay của bà phụ huynh cũng là bằng nước phê bình thường mà. Có nước phê gì kỳ vậy? Có gì đó sai sai rồi. Xin chào 960 anh em. Ba mươi chín mười tám có điểm số thứ 19 dành cho à, giờ bạn chỉ muốn cả 10 thôi là đảm bảo có 5 xì liền, muốn cả 10 thôi là được thưởng 5 xì liền. Lên tới không? Rồi, tắt thở trước quán phở. Dần hiển luôn.
Vâng, Điền xin chào gần 1.000 anh em. Trời, 967 rồi. Nãy lên tới 980 mà không lên được 1.000. Sao vậy đâu này là tới giải gì ta? Bữa nay 15 rồi. 15. Chắc mình Điền về có thời gian mình làm giải nhỏ nhỏ. Chơi rồi chuẩn bị cho World Cup. Ba mươi chín, lượt cơ thứ 17. World Cup Hà Lan sẽ được diễn ra từ ngày 22 cho tới ngày 28 tháng 10 nha các bạn. Quá hay, bày quá bày, hay quá hay. Thôi, ăn hết luôn đi. 40 luôn à. Bản là trận đấu này Bảo Phụ Vinh muốn hay quá nè. 16 lượt cờ 40 điểm, 4 ngộp luôn. Chỉ không phản công được luôn. Điểm 41. 980 rồi. Chẳng lẽ không tin không lên được 1.000. Ở World Cup Hà Lan thì Việt Nam chúng ta có 6 cơ thủ nha. Chúng ta có 6 cơ thủ tham gia, đó là Trần Quý Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Tự, Kim Hồng Thái, Trần Thanh Lực và Đào Văn Ly. Hay quá, 3 điểm và vẫn chưa lên được 1.000 luôn. 985 anh em, 985 anh em, 989 anh em rồi, chỉ còn 21 anh em nữa là lên được 1.000. Mười chín. Và Phú Vinh đang tạo ra một phát triển lớn. Thiếu rồi. Thiếu một chút xíu rồi. Thiếu cái bà băng chiếu rồi. Thiếu cái bà băng chiếu rồi. 999 rồi. 999 anh em rồi. Còn một người nữa thôi. Còn một người nữa thôi. Chẳng lẽ không lên được 1.000. Trời đất, uy xa, 1001, chú cho đúng. Xin chào 1001 anh em. Mém nữa là chào 1001, chú cho đúng rồi. Quên, làm quên tới cái câu chuyện kia. 1001 anh em. Hà Lan là đánh World Cup anh em. Vẫn 4 điểm cho Bảo Quỳnh. Rồi, chắc cũng đủ luôn quá. 5 điểm rồi. 5 điểm. Còn 6 chẳng lẽ 4 cho 11 đủ luôn. Lấy 2 cái 10 rồi. Chơi vậy ai chơi trở lại. Xin chào Phát 94. Xin chào anh em. Xin chào hơn 1.000 anh em. Đánh quá đánh. Bốn mươi bốn, cái này trúng cái là có 10 á, trúng cái này là có 10 á, trúng cái này là có 10 nha anh em nha, trúng cái này là có 10, 5, 6 rồi, còn 4 nữa là được thêm 5 xì nữa đó. Và xin chào hơn 1.000 anh em đang đến với lại trận chung kết. Và Bảo Phương Vinh có thế trận một chiều. Bảy rồi,
quên cái này mà liên lụy tới ban tổ chức nữa rồi, lẽ hai cái 10 trong một trận thì phải là còn có 4 điểm mà. Cái 11 à, cái 11 thì cỡ quá vậy. Nữa 7 điểm rưỡi, 7 điểm rưỡi, 7 rưỡi, đúng rồi, 7 rưỡi. 46 19 à. Qua đăng tiệc mặc nằm xì. Mé này là bào thêm được nằm xì rồi. Cơ bản là phụ huynh chẳng thể quấn quá hay anh em. Có 16 lượt cơ. Quên vậy thì tao cho ăn luôn. Này bưng mấy ông giáp bơ rồi ông dân nó tì vào đây cũng chết chứ anh chị. Quên chỉ số quá cao. Một điểm cho anh chị. Xin chào hơn 1.000 anh em đang xem trực tiếp trận chung kết giữa Nguyễn Đình Chiến và Bảo Phương Vinh trên nền tảng Africa để thuận tiện hơn trong việc mà theo dõi trực tiếp các trận World Cup. Anh em nhớ tải Africa về nha các bạn. Nhớ tải app Africa về để xem. Rồi, không có điểm cho Bảo Phương cho anh Chiến. Đây cũng là một trận đấu mà Bảo Phương Vinh đã có được một sự trải nghiệm tuyệt vời để chuẩn bị cho World Cup ở Hà Lan. Còn ba rồi chia tay trong mưa, còn ba này chắc khó cho anh Chiến có thể làm gì đó rồi. Và xin chào hơn 1.000 anh em, các bạn đang theo dõi hai hai múa chăng? Không có hai hai múa. 47-20. Vâng, Bảo Vinh đánh quá hay nè. Cơ bản là Bảo Phương Vinh cũng khá may mắn trước trận đấu của Đào Văn Ly, khi Đào Văn Ly đã có cơ hội dứt điểm nhưng anh đã không tận dụng được và Bảo Phương Vinh đã lật được thế cờ trước cơ thủ Đào Văn Ly. Và bây giờ thì trong trận chung kết thì gần như thế trận nghiêng về cơ thủ Bảo Phương Vinh. Đến lượt 18. Bảo Phương Bình đang dẫn điểm số là 47-20. Quên cho bị hơi uy tín á, mày vậy chứ một điểm nha anh Chiến đó. Quên cho bị vừa rồi là hơi bị uy tín đó nha anh em, vừa rồi AC quên cho bị hay không anh em.
vượt qua băng đạo ở một cự ly khá xa. Có điểm số thứ 21 dành cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Em ta thấy được một pha xử lý rất kỹ thuật. Và lần này thì mấy em trúng. Và cứ sau một đánh đẹp là một đánh chìm nhẹ. 47-21. Chỉ còn 3 điểm nữa thôi, Bảo Phương Vinh sẽ trở thành nhà vô địch của Super Cup, siêu cup. Với cá nhân Minh Điền thì ở thời điểm hiện tại thì Chiến vẫn là số 1. Không có điểm cho Bảo Phương Vinh và cơ hội cho Nguyễn Đức Anh Chiến. Bảo Phương Vinh bây giờ đang nằm trong top 10 thế giới, trong khi đó thì trong cuộc chiến đang nằm ở top 5. Một điểm cho anh Chiến. 47-22. Nghe đã thành công. Và như vậy thì đó là sự đi rất kỹ thuật và có điểm số cho anh Chiến 23. Quấn cái 20 chỗ này không dạ. Ở nhà anh Chiến đã từng quấn cái 20 rồi. Cái 22 chứ. Được anh Chiến khá bế tắc một kỷ niệm và đây là cơ hội dành cho Bảo Phương Vinh. Từ đầu chúng ta ở lượt 22 rồi nha các bạn. Điểm 48 dành cho Bảo Phương Vinh và chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi thì Bảo Phương Vinh sẽ trở thành nhà vô địch và anh sẽ được nhận một giá trị tiền thưởng cực kỳ lớn thưa các bạn nha. Dưới 1 tỷ đồng. Còn một và xong. Chỉ còn một điểm nữa, chỉ còn một điểm nữa thôi thì Bảo Phương Vinh sẽ tiếp tục trở thành nhà vô địch. Trong năm này thì Bảo Phương Vinh đã sở hữu quá nhiều danh hiệu vô địch. Đầu năm tới giờ mấy mấy cái cúp vô địch cả thế giới cũng dám lấy luôn, cái giải này cũng dám lấy luôn, hay thiệt, quá uy tín.
hở là chở cái cúp về liền, sơ hở là mang cúp về cho mẹ. Vâng, mém nữa, 49 vẫn còn cơ hội cho anh Chiến. Bốn mươi chín, 23.